kính chào quý khán giả rất thân thương của đài truyền hình Việt Nam America TV trên băng tần 57.3 của chúng tôi, cũng như trên mạng lưới internet toàn cầu vnatv.com và vnatv573.com. Kính thưa quý khán giả, như Việt Nam America TV chúng tôi đã rất hân hạnh được nhiều lần trong ngày giới thiệu đến với quý vị những sản phẩm rất độc đáo của công ty MV Cosmetics, đó là sản phẩm 3-in-1 cũng như là BF9. Và thưa quý vị, hôm nay đây đó thì Mỹ Linh đã mời được ban giám đốc của MV Cosmetics để lên đây cùng trò chuyện với quý khán giả về những sản phẩm rất độc đáo của công ty. Và sau đây chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện với lại chú Huy là giám đốc của công ty MV Cosmetics. Chào chú. Chào cháu Mỹ Linh. Dạ. À, chúng tôi là Kiều Huy, đại diện cho công ty MV Cosmetics. À, xin thân ái chào đến quý vị khán giả của đài Việt Nam America TV trên băng tần 57.3. Thưa quý vị, và chúng ta cũng rất hân hạnh được tiếp chuyện cùng với Marketing Director của MV Cosmetics. Dạ, chào chị. Chào chị, kính chào quý vị ở đài 57.3. Xin hỏi tên của chị là gì thưa chị? Julie Kiều. Dạ, quý vị, như quý vị thấy là chị Julie Kiều đó, sinh ra lớn lên ở đây, cho nên là nói tiếng Việt không có rành lắm, nhưng mà chị rất là giỏi đó thưa quý vị. Và hôm nay đó, chị Kiều đến đây để cùng giới thiệu đến những sản phẩm của công ty MV Cosmetics thưa quý vị. Và trước hết là chúng ta cũng phải hỏi chú Huy về những sản phẩm mà công ty MV Cosmetics đang có trên bàn mà hôm nay chú Huy đã mang đến để mà show off cùng với quý vị. Và thưa chú, Mỹ Linh đã được rất hân hạnh giới thiệu cùng với MV Cosmetics về sản phẩm 3-in-1. Chú có thể nói rõ hơn 3-in-1 ở đây là ba loại dược liệu nào? Ok, cảm ơn cháu Mỹ Linh. Cái sản phẩm của cái sản phẩm mà gọi là Cordyceps Plus 2-in-1 3-in-1 này đó thì nó gồm có đông trùng hạ thảo, nấm linh chi và sữa ông chúa. Thì nói ra đó, đông trùng hạ thảo thì trên thị trường ai cũng biết hết, và nấm linh chi thì hầu như ai cũng quen rồi, phải không? Dạ. Thì nhất là sữa ông chúa rất là nổi tiếng gần đây, các tất cả giới phụ nữ hay là nam giới hay là mấy cô mấy bà cũng đều dùng sữa ông chúa, là nó rất đẹp cho là làn da. Mà trước kia đó, thời giờ của mình nó không có thời giờ mà mình đi làm, nó không có hạn đó cháu My Linh. Dạ. Thì một lần uống mà phải đi kiếm 3 cái lọ một lượt để mình uống 3 viên, rất là cực, mà mất thời giờ của mình nhiều lắm. Dạ. Cho nên ban giám đốc của công ty mới nghĩ ra rằng tại sao mình không gom lại 3 cái thành một, để khi mình mở nắp ra mình chỉ cần uống một viên là đủ rồi. Dạ, vậy thưa chú, như chú thấy là còn 3 loại dược liệu đó là sữa ông chúa, đông trùng hạ thảo và nấm linh chi. Như quý vị thấy là đây là ba loại dược liệu quý nhất mà giới đông y có thể coi là thần dược đó quý vị. Như quý vị thấy là nấm linh chi là một loại nấm được mọc ở trên núi cao, và có thể nói lâu năm lắm mới có được một cái tay nấm ra thôi. Rất là khó khăn để mà có thể có được cái loại nấm này đó, mà ngày nay giới y khoa và đặc biệt đó là y khoa đông phương rất là chú trọng. Và còn thưa chú, con nghe nói là sữa ông chúa, nhưng mà ông chúa làm gì có sữa chứ? Nó là động vật làm sao có sữa được, thì gọi sữa ông chúa đây là cái chất gì vậy thưa chú? Ok cháu Mỹ Linh, thông thường đó thì người Việt mình cứ dùng nói là sữa ông chúa, nhưng một con ông chúa không thể nào mà nó sinh sản ra được những cái sữa ông chúa đó cho đầy đủ để mà mình dùng. Nhưng thật sự ra cái sữa ông chúa là do những cái con ông thợ, dạ, nó tạo thành để nó nuôi con ông chúa. Ồ, thưa quý vị, như quý vị thấy đây là sữa ông chúa thực chất là một cái chất dinh dưỡng của những chú ông thợ làm ra để mà nuôi con ông chúa của mình. Thưa quý vị, cho nên là rất là bổ. Và thưa chị thì sản phẩm của chúng ta đó, sản phẩm rất độc đáo này thì có được tất cả những khách hàng khắp nơi ưa chuộng không? Và có nhiều người đặt hàng không thưa chị? It's over mass, it's not produced, I'm producing it, but it's kind of, I keep selling out, so now I'm bringing it over here to produce it over here so that everybody over here can try it out versus, you know, only overseas. Oh. So it took a while to bring it over here, so now I want everybody to be able to, you know, benefit from it. Yeah. Thưa quý vị, và như chị Kiều, Marketing Director của MV Cosmetics đó, vừa giới thiệu cùng với quý vị là sản phẩm của công ty MV Cosmetics, sản phẩm 3-in-1 này đó đã bán rất là chạy thưa quý vị, mà họ bán ở ngoài tiểu bang rất là nhiều, cũng như là các nước khác nữa, nhưng mà miền Nam California của chúng ta đó thì chưa được biết nhiều lắm đến sản phẩm này. Cho nên là hôm nay MV Cosmetics đến đây để giới thiệu cùng với quý vị một cái sản phẩm rất đặc biệt này, và mong rằng là quý bà con ở miền Nam California sẽ ủng hộ thật là nhiều. Và thưa chú, thật ra đó là ba loại dược liệu rất là quý, nhưng mà khi mà chúng ta trộn chung ba loại dược liệu này đó thì cái tính chất
của nó có còn tốt hay không và thật sự là nó có hữu dụng hay không thưa chú? Cảm ơn cháu My Linh đã hỏi câu này. Thật sự trước khi mà mình hòa ba cái chất này thành một thì công ty cũng đã thử qua rất là lâu. Dạ. Cũng là thử qua rất là lâu, tại vì một trong ba cái loại dược thảo này nếu mà cái nhiều quá cái ít quá thì nó cũng không được tốt lắm. Thì công ty đã nghiên cứu rất là lâu và đã thử nghiệm trên lâm sàng là cái vật liệu của nó, những cái món nào nó đều đúng như theo cái món đó, để cho ba cái nó hòa hợp với nhau thì nó mới trở thành một cái loại dược thảo tốt. Dạ, và thưa chú có thể giới thiệu đến công dụng của loại thuốc 3-1 này thưa chú, khi mà người sử dụng đó mà dùng qua đó thì sẽ có tác dụng như thế nào và trong bao lâu? Cảm ơn cháu My Linh. Thật sự thì một lọ thuốc dài 60 viên thì mình có thể dùng được một tháng. Dạ. Mà một ngày 2 viên. Thì cái loại dược thảo thì mình không có thể nào nói là một ngày nó sẽ có tác dụng. Và nó tác dụng hay không là nhờ cơ thể của mỗi người nó khác nhau. Dạ. Và cái điều độ của mình dùng nó có thường xuyên mỗi ngày hay là không. Dạ. Nhưng mà cái dược thảo này nó có tác dụng là nó giúp cho mình bổ phổi, chống ho. Dạ. Rồi nó giúp cho cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó tăng cường mạnh lên. Dạ. Và đồng thời nó đặc biệt nữa là cho cả nam lẫn nữ, cho gia đình đều vui hết, nhất là mấy người có gia đình rồi. Dạ. Thì cái này là cái là đặc biệt nhất, rất là tốt. Dạ. Và thưa chú, như vậy đó là khi mà sử dụng sản phẩm 3-1 này đó là nó sẽ giúp đặc biệt là về phổi phải không chú? Rồi còn giúp cho tăng cường sức khỏe và cũng như là tăng sức miễn nhiễm trong cơ thể. Hệ miễn nhiễm. À. Dạ. Và thưa quý khán giả, công ty MV Cup Medic còn một sản phẩm nữa mà Mỹ Linh đã từng hân hạnh giới thiệu cùng với quý vị, đó là BF9. Và thưa chú có thể giới thiệu về BF9 một chút xíu được không? Được cô Mỹ Linh. BF9 nó có công dụng đó, mà BF9 này nó có cái công dụng, cái chữ B này viết tắt có chữ Bio, còn chữ F là Flex, 9 là số 9, trong công dụng trong vòng 9 ngày nếu mà mình sử dụng một ngày hai lần, một lần hai viên trong tuần đầu tiên đó thì mình thấy sẽ kết quả, nhất là trong cái cơ bắp của mình hay là trong những cái đầu khớp xương. Cái này nó đặc biệt nó tạo cho chất nhờn ở trong cái sụn của khớp xương mình, để khi mình di chuyển hai cái khớp xương nó không cọ vào nhau thì mình cảm thấy nó không có được đau, nó không đau, nhất là những người lớn tuổi hay là mình làm việc nặng. Thì đa số những mà quý vị nào mà làm construction đó thì rất là cần loại này, hoặc là mấy người lớn tuổi thì mình lâu ngày quá rồi thì cái chất nhờn ở trong sụn nó sẽ mất đi rất là nhiều. Dạ, và thưa chú thì chỉ trong vòng 7 ngày thôi là thuốc đã có tác dụng rồi, nhưng mà tất cả những cái chất mà chúng ta sử dụng để làm nên loại thuốc này có thực sự là tất cả đều là organic không thưa chú? Đều là sản phẩm của thiên nhiên phải không? Đúng cô Mỹ Linh, tất cả đều là organic, đều là thiên nhiên. Và tất cả những cái dược thảo mà mình làm, mình chế tạo tại Mỹ, mình làm tại Mỹ, nó đều qua USDA hết. Dạ. Thì chứ không phải là mình nhập từ ở bên Trung Quốc về, cho nên chú mạnh dạn giới thiệu đến quý vị khán giả dùng đó, quý vị dùng đó thì tuyệt đối là rất là an toàn, không có cái phản ứng phụ gì mà mình lo lắng là những cái dược thảo này phải nhập cảng từ Trung Quốc về. Dạ, thưa quý vị, nói đến mà hàng của Trung Cộng thì người Việt Nam ta ở bên này ai cũng lo lắng hết. Cho nên là dạ, quý vị cứ an tâm là tất cả những sản phẩm của công ty MV Cosmetic đều là những sản phẩm organic thưa quý vị, đều là những sản phẩm thiên nhiên và những loại dược thảo rất là quý để phục vụ cho quý vị. Và như quý vị thấy là sử dụng rất là an toàn tuyệt đối luôn thưa quý vị. Và như quý vị thấy là BF9 có nghĩa là chỉ trong 9 ngày thôi là có tác dụng. Chú ơi, nhưng mà nếu lỡ như mà 9 ngày đó mà chưa có tác dụng thì có hoàn tiền lại không chú? Dạ, công ty sẵn sàng hoàn tiền lại với bất cứ lý do gì, nếu mà giới tiêu dùng mà không vừa ý, ok, nói là cái này nó không giúp gì hết, sẵn sàng hoàn tiền lại bất cứ lý do gì hết. Thưa quý vị, 100% guarantee. Dạ. Và chị Kiều, so can you talk something about the BF9? So do you sell out a lot of this production? Yes, I sell a lot because I use it as well. You know, I have a kid and I need energy. I go to school, I work. You don't have a lot of energy during the day, and you know, as you grow older, you have memory loss. So this helps you with memory as well as energy, as well as, you know, so you can at least focus during your day to wake up and, you know, do what you have to do. Wow. So it promotes good health as well, you know, long hair and beautiful skin.
Oh, cool! Wow, so, cool. So, you use both of them to be up nice and 3 months. I do. I use the herbal. I like organic stuff. I don't want to put anything not natural in my body. So. Uh-huh. I do use organic, so yes, I use the both of them, yes. Yeah. Thưa quý vị, như là chị Kiều có chia sẻ với quý vị đó, là cô sử dụng luôn cả hai loại dược liệu này, dược thảo này, thưa quý vị, là 3-in-1 cũng như là BF9. Và như quý vị thấy là cô đó vừa đi học nè, vừa đi làm, rồi vừa phải chăm sóc con nữa, tất cả mọi thứ rất là bận rộn, cho nên là cần phải có một sức khỏe thật là tốt và phải có một tinh thần thật là minh mẫn và có thể nói là đầy energy, đầy năng lượng, thưa quý vị. Và như quý vị thấy là khi mà cô làm việc như vậy mà lên trên đài đó, nhìn cô rất là tươi tắn không quý vị? Vì quý vị thấy ở dưới là bận rộn lắm đó. Và thật là Mỹ Linh cho chú giới thiệu về cái dạ bio. Chúng ta hôm nay đó Mỹ Linh cũng thấy hôm nay có một cái sản phẩm rất là lớn như thế này nữa, đó là Bio Omega 3. Dạ thưa chú, Omega 3 thì có thể nói rất quen thuộc với lại khách khắp nơi, chỉ cần nghe đến Omega 3 là người ta đã hiểu tác dụng rồi. Nhưng mà chúng ta hãy giới thiệu qua một chút xíu nha thưa chú. Dạ, yeah. Cái Bio Omega 3 này đó cô Mỹ Linh, thì cái này nó là dược phẩm chứ không phải là dược thảo nữa. Dược phẩm nhưng mà nó trở thành dược thảo. Dạ. Dạ, tại vì cái omega 3 này nó rất là cao hơn cả trong cá salmon nữa. Cá salmon nó có omega 3 nhưng mà nó chỉ 1/3 của cái này thôi. Dạ. Thì thưa chú, nhưng mà khi mà Mỹ Linh lắc nhẹ cái thứ này, hình như đây là một loại thuốc làm bằng bột phải không chú? À không không, cháu Mỹ Linh, cái này nó là một cái loại hột. Dạ. Một loại hột nhỏ rất là nhỏ, giống như hột é của Việt Nam mình vậy đó. Dạ. Thì cũng nó đại khái thì nó cũng giống như hột é. Dạ. Thì mình cũng trộn vô tùy theo người dùng. Thì ai muốn dùng với sữa thì cứ lấy mỗi một muỗng khoảng 2 muỗng cà phê. Dạ. Thì mình bỏ vô sữa, mình đợi chừng 5 phút sau nó nở ra rồi mình tự uống. Wow, thưa quý vị. Wow, Mỹ Linh vừa mở ra nè, Mỹ Linh thì tò mò lắm, nói là phải mở liền. Như quý vị thấy là ở trong này đó thì có những cái hộp rất là nhỏ thôi quý vị, rất là mịn. Mà nếu như quý vị đó mà thường sử dụng những sản phẩm về organic đó, chắc chắn là quý vị không thể nào mà không biết hộp é hoặc là hộp chia. Dạ, thì cái này là một dạng giống như vậy thưa quý vị. Cô mà cháu Mỹ Linh có thể đổ trên cái nắp cho khán giả thấy. Dạ, thưa quý vị, Mỹ Linh có thể bỏ ra đây một chút xíu để mà quý vị có thể thấy nó rất là lạ thưa quý vị. Và nó như hộp é thôi, nhỏ xíu như vậy đó, và như hộp chia. Và nhưng mà như quý vị biết đó, là hộp é đó thì không thể nào tiêu trong bao tử của chúng ta được. Nhưng mà hộp chia và đặc biệt đó là hộp omega 3, phải không? Mình có thể gọi là hộp omega 3 của sản phẩm của MV Cosmetic đó, là có thể tiêu trong bao tử của chúng ta và giúp cho quả tim của chúng ta tốt nhất. Cái omega 3 này nó hay có cái là nó giúp cho những người có máu cao. Nếu mà quý vị nào lớn tuổi mà bị máu cao hoặc là có lượng đường trong máu nhiều đó, thì cái này nó sẽ đè cái lượng đường xuống khi mình ăn cơm hay là gì. Thay vì cơm nó sẽ cho mình 100% đường, thì cái này nó đè xuống mình chỉ còn chừng 20% đường trong cơ thể thôi. Dạ. Mà khi mà máu cao đó, mình dùng cái này một ngày 2 lần thì cái máu của mình nó xuống rất là nhiều. Dạ thưa quý vị, tức là quý vị cứ sử dụng omega 3 là cao máu nè, cao mỡ, cao đường vậy là xong hết, cho nên là quý vị không cần phải lo lắng gì hết. Và thưa chú, xin chú có thể nói đến số phone cũng như là địa chỉ của công ty MV Cosmetics sở quý khán giả có thể gọi điện để order chúng ta. Dạ thưa công, hiện tại thì công ty MV Cosmetics rất cần nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ. Thì nếu mà quý vị nào muốn làm đại lý thì xin gọi về số 714-722-9709. Địa chỉ của nó là 13135 Rockhurst Street, cái phòng là E, thành phố Garden Grove, California 92843. Xin chân thành cảm ơn quý vị và xin quý vị hãy tin dùng những sản phẩm của công ty MV Cosmetics. Xin hẹn lại quý khán giả những chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin thân ái kính chào quý vị. Kính chào quý vị.